Xin chào các bạn. Nhà mình thì rất thích ăn đồ hầm, nhưng mà làm cái đồ hầm thì nó rất là lâu, nhiều khi mấy tiếng ấy, mà nhà mình dùng cái bếp điện ấy, cho nên là khó chịu lắm, hầm nó nóng nhà nên cho nên là hôm nay là mình kiếm được cái con nồi này mới mua xong nhá, ở siêu thị điện máy. Là sau một thời gian đi hai ba lượt ra hai ba cái siêu thị điện máy thì xem tất cả các loại nồi thì mình sẽ quyết lấy con Philips này, con nồi Philips là gì nhỉ? Philips Viva Collection All in One Cooker gì đấy. Nói chung là Philips 6 lít, mã là HD237 gì đấy mình cũng không rõ. À đây rồi. Tên sản phẩm: nồi áp suất dùng điện có chức năng nấu cơm nhãn hiệu Philips HD2137 trên 65. Vâng, nói chung là ở các siêu thị điện máy hầu như là bán con này khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra. Bóc hộp ra nhé. Đây. Đây là mấy cái bảo hành với cả mấy cái sách hướng dẫn gì đấy. Lúc nãy mình đã cầm cầm ra ngoài hai cái sách hướng dẫn ở đây rồi. Đấy. Có một cái sách hướng dẫn này là tiếng Việt nhé. Trong này là còn giới thiệu luôn các món ăn với cả cách làm luôn. Đấy, xem có món gì không. Tí nữa mình sẽ đi mua một ít gà về để nấu cháo. Gà, cháo gà lá ngải cho mọi người cùng xem nha. Súp bò kiều non và rau xanh này. Đó, nói chung là tiếng Anh, tiếng Việt mình viết ở đây. Bây giờ mình bóc nốt. Đây. Chả có gì nữa nhá. Chỉ có này thôi. Đây, mình dọn mấy cái này vào trong này luôn cho nó gọn. Chỉ để mấy quyển hướng dẫn ở ngoài thôi. Đấy. Có một cái nồi. Thả luôn ở đây. Cái nồi này xem nào. Đấy, trong này các thứ đồ bao gồm, ném luôn vào kia, một cái dây điện nguồn này, một cái cốc đo gạo đo nước gì đấy. Đo nước là chính này. 40, 80, 160 ml. Ở đây có một cái giá để hấp. Xem nào. Đấy. Để vào đây mà hấp bánh bao hay hấp gì khá là hay đấy. Tiếp theo là một cái muôi sâu lòng. Để kiểu là mình lấy cái gì đấy, múc lên như này, nó không bị bỏng tay. Vì sao mình lấy cái con nồi này mà không lấy cái con nồi khác ấy? Thì thứ nhất là đây, cái vùng này lắp vào nó khá là trơn tru, mình rất thích. Đây. Đấy. À. Khóa này, mở này, mở ra này. Đấy. Đấy, là mình rất thích. Và thứ hai là cái kiểu dáng này. Kiểu dáng này. Có một số cái nồi mà dạng niêu hoặc là dạng gì gì đấy, nói chung là mình không thích lắm. Mình thích cái kiểu dạng này. Thứ ba là thiết kế cái van rồi tay cầm, nói chung là đẹp. Đấy. Thiết kế đẹp nhá. Mở ra này. Một cái nữa mình thích ở cái nồi này là cái này có thể giật ra đi rửa riêng, hoặc là kể cái này, kể cả cái này cũng tháo ra được. Một số nồi có thể tháo ra được, một số loại thì không nhá. Đây, cái này mình có thể đi rửa thoải mái. Và thiết kế của nó là trông thì chắc chắn. Một cái nữa này là cái này. Sau khi mình được tư vấn ở các siêu thị điện máy thì thấy bảo là đây này, bẻ cong như này mà không có cái điểm trắng 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 ở đây thì nó là silicone xịn thì phải. Đấy. Xịn thì nó sẽ bền hơn. Đấy, mình bẻ ra không có, khỏi là không có điểm chết và nhìn nó rất chắc, rất là chắc chắn. Đấy, một cái nữa, cái này mình cũng cũng chưa thích là một cái nhé, là khi mà mình xả hơi. Mà cái này thì mình cầm đây, ví dụ như mình cầm sang tay phải cho mọi người xem, mình cầm ở đây và mình vít như này, cái hơi nó xì đây, nó vẫn gần tay này. Gần tay này, nhiều người sợ là phải dùng cái đũa hoặc là dùng cái đũa kiểu kiểu như này, xong gạt gạt như này cho nó, khi nó hơi nhiều ấy, mình mà muốn mở vung ra mà mình đun xong rồi ấy mà hơi ở trong này nó vẫn còn áp suất ấy, thì mà
nó đang ở chế độ như này và mình muốn xả hơi đi mới mở được vung, mình lại phải lấy cái này gạt gạt, cũng hơi ghê ghê. Ở đây thì có ba cái chế độ nữa, trên này là bake là làm bánh à, hình như làm bánh không cần hơi à, hay cần hơi vừa phải. Còn sheet như này là giữ hơi rồi này, giữ áp suất rồi này, thế còn ven là xả ra. Bình thường nấu thì ở chế độ này, còn khi nào nấu xong rồi mở thì phải gạt sang đây thì mới mở được. À đây đây, tiếng Anh, cái lòng nồi, lòng nồi thì khá là chắc chắn, ở trong có lớp chống dính này. Nồi này người ta cũng chuyên để nấu những cái gì, có cả cơm này. Các bạn khi nấu thì chắc là đây là min, đây là mắc à, đây là có vạch chia sẵn cũng bình thường. Ở trong này trông nó kết cấu nó cũng giống như cái nồi cơm điện đấy, thế như này là mình nấu là gì xuống, gì xuống là điện nó vào. Trên này thì ghi là thiết bị thông minh giúp nấu nướng dễ dàng hơn, quảng cáo thôi này. Nguồn điện này làm nóng à, đây như kiểu là quá trình nấu á, khi bắt đầu nấu thì báo có nguồn này, báo trong quá trình làm nóng này, có quá trình bắt đầu đã tạo áp suất này, rồi trong quá trình nấu là giữ áp suất, nấu xong là giữ ấm, chắc chắn chắc là như thế. Đây là một cái bảng điện tử này, ở bên này có các nút là nút chọn nhanh, ví dụ như là nấu chậm ấn luôn, chọn luôn các chế độ đấy, tí nữa mình sẽ cắm thử cho mọi người xem nhé. Ok rồi, bây giờ mình sẽ nấu thử cho mọi người xem nhé. Mình đã cắm cái dây điện vào đây này, dây điện nguồn cắm đây và cắm vào nguồn của nó. Với cái đồ ly tinh này thì mình bỏ riêng ra, khi có nguồn thì đèn báo có nguồn này, mình vẫn chưa cho thân nồi nhé đấy, và chưa có chọn gì cả. Đây nồi thì mình bỏ một ít nước vào. À, trong nồi có một ít nước, bắt đầu đậy vung. Khi đậy vung thì cái phần Philip này nó nằm gần ở đây, nó hơi lệch về phía bên phải này một tí này. Xong mình thấy nó khớp xuống này, quay sang đó, như vậy là đã khớp vào. Và cái ven này mình để ở sheet nhé. Đấy, thì bây giờ nó sẽ báo lên cho mình là nguồn điện có nguồn này và mình chưa có gì cả. Thì ví dụ mình có cái chỗ dưới này là nút nấu áp suất này, ấn vào đây. Đấy, đang ở chế độ súp. Mình có thể ấn vào để chuyển sang gì? Ristoco, mình chẳng hiểu cái này là gì. Nhưng mà trong chế độ nấu nào đấy mà ở trong cái sách hướng dẫn thì nó cũng có, là tức là nó chọn áp suất được bao nhiêu phút thôi mà. Mình chưa ấn gì. Rồi, mình chuyển sang chế độ nấu cơm này, cứ ấn vào đây tiếp. Nó sẽ nhảy xuống hấp mà tương đương với số phút ở đây. Hoặc là thịt gia cầm này, hoặc là mình ấn một phát nữa là tự điều chỉnh. Cái tự điều chỉnh này thì mình sẽ có thể chỉnh được cái tất cả các thứ nhé. Ví dụ như mình có thể chỉnh thời gian này, đấy, nó đang nháy thời gian này, mình có thể cộng lên là 3 phút, 4 phút, 5 phút, 6 phút, hoặc là tăng giảm. Ví dụ mình muốn nấu áp suất trong vòng 15 phút này thì mình ấn bắt đầu luôn là nó ra cái quy trình, nó bắt đầu làm nóng, xong nó sẽ nhảy đến đây là mình hết. Nếu mình không muốn nấu nữa mình ấn hủy đấy, hoặc là mình có thể ấn đấy, chọn luôn cái chế độ này là nó đặt sẵn cho mình rồi, mình không phải chọn bao nhiêu phút bao nhiêu giờ nữa. Ví dụ nấu chậm nhiệt độ là 6 tiếng này, nhưng mà mình lại muốn là chỉnh thời gian 5 tiếng thôi, ấn trừ 5 tiếng đấy, 5 tiếng thì mình lại bắt đầu. Thế là nó chạy cái quy trình nấu chậm 5 tiếng, mình không muốn nấu nữa mình hủy. Đấy, mình có thể chọn những cái chế độ này luôn, chiên xào nấu chậm nhiệt độ cao là gì đấy. Đấy, hoặc là có thể hẹn thời gian nấu nhá. Hẹn, đây, từ. Hẹn thời gian nấu nó phải nhảy sang cái chế độ này à? Đấy, sau 10 phút à, sau 1 tiếng nữa mới nấu này.
Tăng lên 1 tiếng nữa mới nấu này. Chỗ này là linh tinh rồi. Soup Zico mình chọn lại nha. Hẹn thời gian nấu này. 1 tiếng nữa. Bắt đầu. Đó. Nó chưa vào cái quá trình làm nóng đâu. Mà nó sẽ chạy thời gian. Là 1 tiếng nữa mới bắt đầu nấu. Nói chung là mình mới mua về cho nên là cũng chưa rõ lắm đâu. Tốt nhất là gửi đi mình thử chọn chế độ gì đấy nhỉ. Chọn chế độ hấp đi, 10 phút đi. Rồi mình không cần chỉnh thời gian, hay là tăng lên 12 phút đi. Rồi xong mình bắt đầu làm nóng. Đấy. Thì ở trên cái bảng điện tử lúc nào nó báo luôn cho mình là đang nấu ở chế độ hấp. Đúng không? Nguồn điện này đang trong quá trình làm nóng. Đấy. Đây là bắt đèn sáng lên rồi. Thế là nấu rồi đấy. Nó cũng đơn giản. Phải có cái gì làm cơ để mình đi kiếm con gà về nấu cháo nhá. Nấu cháo cho mọi người cùng xem cái độ nhừ của sản phẩm nó như thế nào mà nhá. Đây rồi các bạn ơi, xong hồi hồi lòng vòng là mình đã kiếm được một nửa con gà ngon lành cành đào. Bình yêu là rau rau ngải cứu. Rau ngải cứu này thì các bạn rửa thì nó hay có nhiều đất ấy. Thì trước tiên là ngâm qua đi nhá, xong rửa thì nó sẽ sạch đất hơn. Còn đây là gạo khoảng 2 nắm nhỏ nhỏ và 1/3 nước. Mình lần đầu tiên nấu cái nồi này chả biết bao nhiêu nước, nhưng cứ áng tầm cái chỗ vạch 1/3 kìa. Thì cho một tí muối vào. Và bây giờ nhiều nước nặng thì bây giờ mình cho luôn vào đây. Và cho con gà này vào. Đấy, nằm im đây nhá. Đấy. Bao giờ chín mềm thì ta mang ra cho thị chén. Giờ mình cho alo su lá ngải vào. Lá ngải không biết có phải thái không nhỉ, cho tất luôn, chả phải thái đâu, đằng nào nó nhừ ra ăn gì không phải thái nhỉ, đằng nào nó chả nhừ ra ăn ngon hết. Đấy, cả nước cả cái các thứ là không được quá cái vạch mắc này nhá. Đó, vạch mắc này với cả hình như là cái này nãy mình đọc ấy là nấu ở những cái chất mà xúc xệt hay là những cái gì mà nó có khả năng phụt phụt bắn bắn ra là mình không được cho quá cái vạch mắc này, và không ví dụ như nấu xong rồi nhá thì không được mở ra luôn, mà để cho nó không được sử dụng cái nút này. Ví dụ như là mình nấu xong mà vẫn đang nhiều hơi mà mình xả bằng này là nó có khi nó bắn cả cháo ra, rất là nguy hiểm và bẩn, đến lúc đi vệ sinh nó mệt. Thế là nấu cái loại này là mình nấu xong thì để cho nó tự xuống hơi, chắc là khoảng 3-40 phút thì 1 tiếng thì đấy nó tự xuống hơi. Đấy, bây giờ mình xong đó, giờ cất những cái này đi thì
đi kiếm chỗ cắm vào, chọn chế độ là xong. À đây mình đã mang lại cái chỗ cắm điện đây rồi các bạn ạ. À, sau khi cho vào nồi đậy kín, kiểm tra các van áp suất để ở chế độ đóng nữa rồi nhá, thì mình sẽ chọn chế độ. Ở trên cái nồi này ấy, thì sẽ có các chế độ nấu có áp suất, tức là nó chỉ hiện 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 ở trong cái bảng này. Và mình đây, nếu mà nấu mà có áp suất ấy, thì mình ấn vào nấu áp suất thì gồm có súp 20 phút này, mình vẫn có thể điều chỉnh thời gian nhé. Ristoso này là cũng có áp suất, không điều chỉnh được thời gian này. Cơm không điều chỉnh được thời gian này. Hấp này, thịt gia cầm này và tự điều chỉnh này. Những cái này là nấu có áp suất, điều chỉnh được thời gian nhé. Thì còn các chế độ nấu ở bên cạnh này, nấu chậm, nấu các thứ, nấu chậm nhiệt độ thấp, chậm nhiệt độ cao, chiên xào nhiệt độ thấp, chiên xào nhiệt độ cao, hay là hầm sữa chua làm bánh này là nấu không có áp suất, nấu bình thường nhé. Đây này, nó đang báo mình là phải chọn thời gian này, nấu vào chế độ tự điều chỉnh này, thời gian này. Mình để nấu cháo gà để cho hầm nó kỹ này, mình để cho 59 phút luôn đi. Hình như là mắc là 59 phút. Đấy, 52 đến 57, 58, ơ chết rồi. 59 phút nấu áp suất ở chỗ tiêu tự điều chỉnh nhé. Thời gian nấu 59 phút, mình bắt đầu làm nóng luôn này. Thế là nó bắt đầu nấu nhé. Thì nó sẽ quá trình nó làm nóng lên và nóng lên đủ nhiệt độ rồi nó bắt đầu tạo áp suất và nó sẽ nấu ở trong khoảng lúc nào mà nấu ấy bắt đầu có áp suất ấy thì nó sẽ tính trong khoảng 59 phút. Đấy, tí nữa nó sẽ nấu, nó có biến đổi như nào mình sẽ quay cho mọi người nha. Đây mình nói lại này, chỉ các mức mà ấn vào nấu áp suất nó hiện ở đây thì mình nấu nồi nó mới có áp suất. Thế còn mấy cái nấu chậm nhiệt độ thấp nhiệt độ cao, chiên xào nhiệt độ thấp độ cao này, hầm sữa chua hay làm bánh thì nó là nấu thường mọi người nhá, không có áp suất đâu. Đấy, bây giờ nó bắt đầu quá trình làm nóng thì nó sẽ quay quay như thế này, tí nữa thì như nào mình sẽ quay tiếp. Đây rồi các bạn ạ, sau khoảng 10-15 phút nó làm ở chế độ làm nóng ấy, thì nó sẽ nhảy sang cái chế độ mà bắt đầu tạo áp suất với cả giữ áp suất này, thì cái thời gian nó sẽ nhảy từ 59, nó rút dần xuống 58, 57 xuống đến 55 này, tức là còn 55 phút nữa thì là nó hết cái thời gian mà nấu giữ áp suất ấy. Thì lúc ấy nó chỉ sang giữ ấm thôi, là bắt đầu là hết nấu rồi thì cái áp suất nó sẽ giảm dần rồi mình không bật. Đấy, bây giờ đã thấy cái mùi đã có tí mùi lóng rong ngải bay ra đâu đấy phải. Mà rõ ràng là nồi kín nhá, không có tí hơi nào ra. Đấy, thế bây giờ mình sẽ chờ thêm khoảng 55 phút nữa là nó sẽ hết thời gian nấu. Và do đây là cháo nó chất lỏng nó xinh xánh nên là mình sẽ để cho nó áp suất nó xuống tự nhiên chứ không sử dụng cái van kia, sợ nó phụt cả cháo ra. Bởi vì khi nấu mình ở cái mức mắc mà nấu nó lại nở ra nữa thì nó có khả năng phụt ra nha. Các bạn ơi, bây giờ là nấu xong rồi này, đồng hồ đã về 0000, nó đang sáng hết các đèn, là nguồn điện làm nóng, bắt đầu áp suất cao, giữ áp suất và giữ ấm. Chắc bây giờ là nấu xong rồi, đến cái đoạn là giữ ấm, tức là nồi nó sẽ không nấu nữa và nó sẽ chỉ giữ ấm ở đấy thôi, đến bao giờ mình dùng thì dùng. Mình không xả van ngay mà để cho nó tự xả nhé. Thì bây giờ nó sẽ đếm là từ 1 này, chắc là đếm đến mấy chục thì nó sẽ hết áp suất rồi, mấy chục phút này. Thì nãy giờ là nấu mất khoảng 1 tiếng, thì bây giờ mình sẽ đợi thêm nữa nha. Sau khi đi chơi một vòng quay về thì nó thời gian chờ nó đã hơn cả 1 tiếng 7 phút rồi. Đây này, cái này tụt hết rồi này, cái ban này đã tụt hết, chứng tỏ là nó không còn tí hơi nào nữa, còn một ít thôi. Bây giờ mình ấn xả này, hết luôn. Đấy, bây giờ mình rút điện và mở thử xem nồi kết quả như thế nào nhá. Bà là vung sạch này. Ui dồi ôi,
nào 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 nào, kiếm cái đũa, kiếm cái đũa, kiếm xin cái đũa nào. Chỗ này tối quá nhỉ, để mình kéo ra chỗ này sáng sáng thì rồi đưa đũa xem như thế nào. Rau, ui dồi ôi, rau siêu nhừ luôn này. À, ăn thử cái rau tí. Gà chảy nước. Ui này, miếng gà thì miếng gà bây giờ không gắp được nữa nha này. À, ui nấu nấu ác quá nhờ. Này này cọc này, đấy gắp đến đâu dụng đến đấy này, chân này đây. Chẳng phải canh gì cả, đi chơi thoải mái nữa. Này, bây giờ mình đảo lên không, lúc là cho thêm các thứ nha. Nãy mình mới cho có một chút gọi là muối súp thôi. Này, tí nữa mà con gà này không có xương bé mấy đâu, cho mình đảo thoải mái. Quá là ngon luôn. Gà nồi cháo này. Ôi, gà tự mịn, mịn dùng hết thịt ra này. Bây giờ lấy đồ ăn rồi, xin mời mọi người nhá, xin mời các bạn nhá. Đây là cái nồi này nấu là ok nhá. À, sau khi test lần đầu tiên đã một con gà nấu đã đấy, hầm mà đến mức thế này rồi còn cái gì nữa, gắp lên đây cái xương này thôi, thịt đã tụt hết ra rồi mà được đấy. Đây là nấu hẳn 1 tiếng nhá, nấu cái chế độ 1 tiếng nhỉ, chế độ 1 tiếng áp suất cộng với tất cả đợi, bình thường như là cũng chỉ 30 phút thôi. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại ở video sau nha, cảm ơn.